27 câu hỏi kiến thức tổng quát. Bạn chỉ có 10 giây để suy nghĩ tìm ra đáp án. Bắt đầu thôi nào. Câu hỏi 1. Đâu là thủ đô của Úc? Đáp án là Canberra. Câu hỏi 2. Trong hệ mặt trời, hành tinh nào là hành tinh lớn nhất? Sao Mộc. Câu hỏi 3. Ngôn ngữ tiếng Anh phát triển từ ngôn ngữ nào? Tiếng Latin, tiếng Pháp, tiếng Đức? Tiếng Pháp. Tiếp tục nào, núi cao nhất thế giới là gì? Everest. Bức tranh nổi tiếng Mona Lisa được vẽ bởi họa sĩ nào? Leonardo da Vinci. Ai là người đầu tiên của Việt Nam bay vào không gian? Phạm Tuân. Câu số 7. Trong hệ đếm La Mã, số 100 được biểu diễn như thế nào? Ai là vận động viên Việt Nam đầu tiên giành huy chương vàng Olympic? Hoàng Xuân Vinh. Ai là người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng? Neil Armstrong. Thuật ngữ thần tự do của Mỹ có được từ đâu? Quà tặng của nước Pháp. Tác phẩm nào được coi là kiệt tác của William Shakespeare? Hamlet. Ai là nhà khoa học phát minh giả thuyết tương đối? Albert Einstein. Ai là vị vua nổi tiếng của Ai Cập cổ đại xây dựng kim tự tháp Giza lớn nhất? Khufu. Quốc gia nào là quốc gia đầu tiên nơi phụ nữ được bầu cử vào năm 1893? New Zealand. Bộ phim Titanic của đạo diễn James Cameron ra mắt vào năm nào? 1997. Thành phần chính của không khí là gì? Nitơ và oxy. Loại vitamin nào giúp duy trì sức khỏe xương và răng chắc khỏe?
Vitamin D. Sử dụng tia X trong y học có thể làm gì? Xem ảnh xương và răng. Kỹ thuật nào sử dụng sóng điện từ để truyền tín hiệu và thông tin qua không gian từ một địa điểm đến nơi khác? Wi-Fi. Điều gì giúp chim di chuyển trong không trung và giữ thăng bằng khi bay? Cánh và lông. Chất nào sau đây thường được thêm vào nước để làm nước trở nên axit hơn? Giấm. Tia nào trong ánh sáng mặt trời gây hại cho da và có khả năng gây ung thư da? Tia tử ngoại. Đơn vị đo nhiệt độ nào được sử dụng phổ biến rộng rãi trên thế giới? Celsius. Chất nào là chất chiếm tỷ lệ lớn nhất trong thành phần của trái đất? Nước. Đâu là ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất? Python. Quốc gia nào được biết đến với biệt danh đất nước của nụ cười? Thái Lan. Loài cây nào sinh sống lâu nhất trên trái đất? Dương xỉ. Bạn đã trả lời đúng được bao nhiêu câu hỏi ở trên? Hãy bình luận ở cuối video này nhé. Cảm ơn. Hello.